200.000 người Philippines phải sơ tán vì là cơn bão là Von Phong. Theo hãng tin Reuters, lệnh sơ tán dân được triển khai trong ngày 14 tây tháng 5 để tránh tối đa những thiệt hại về người và của trong cơn bão cấp 2 theo cách phân loại của Philippines. Và bão Von Phong được gọi là Philippines là Ambo, là cơn bão đầu tiên đổ vào Philippines năm nay, cũng là cơn bão đầu tiên được đặt tên ở Tây Thái Bình Dương. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, thì bão Von Phong ập đến trước tiên ở vùng miền đông của Philippines với sức gió là 155 km/h, giật tới 190 km/h. Được biết là 200.000 người dân đã được sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm ven biển và đồi núi do lo ngại lũ lụt và lở đất mà bão Von Phong gây ra. Các biện pháp cách biệt cộng đồng để ngăn NCOV lây lan có thể làm phức tạp nỗ lực đưa người dân đến các trung tâm sơ tán cũng như là lớp học, phòng thể dục trường học. Quan chức cơ quan ứng phó thảm họa các tỉnh cho biết rằng họ đã yêu cầu Sở Giáo dục cho phép sử dụng thêm nhiều trường học làm nơi trú ẩn tạm thời. Cơ quan khí tượng địa lý và thiên văn của Philippines gọi tắt là PAGASA cho biết rằng là bão Von Phong đã đổ bộ vào tỉnh đông của Sama, miền đông của Philippines vào hôm 14 tây tháng 5, với tốc độ gió là 195 km/h và đang mạnh dần lên. Bão gây ra mưa to và gió giật dữ dội, tàn phá nhà cửa và quật đổ nhiều cây cối trong khu vực. Khuyến cáo về cơn bão đã được ban hành tại một phần của Luzon, đảo chính đông dân nhất và là nơi đặt thủ đô Manila và các tỉnh như là Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Zambales, Bulacan và Pampanga. Phần phía bắc của tỉnh Sama và phía nam của tỉnh Bắc Sama dự kiến chịu ảnh hưởng của bão. Mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các tỉnh là Sama, Mapate, Sosogon và Canaduanes trong ngày hôm nay. Lượng mưa lớn và dữ dội dự kiến xảy ra ở các tỉnh như là Apay và Camarines và thuộc về là Pico và phần còn lại của khu vực phía đông của Visayas. Mưa lớn sẽ tiếp tục trong ngày mai ở Pico và trong khi mưa vừa đến mưa to xảy ra ở các tỉnh và khu vực khác bao gồm là Bắc Sama, Quijon, Aurora, Marinduque và Romblon. Lũ lụt và lở đất có thể xảy ra ở những khu vực dễ bị ảnh hưởng trong thời gian mưa lớn hoặc là kéo dài. PAGASA cảnh báo rằng cơ quan này cũng dự báo nước biển có thể dâng từ 2 đến 4 mét ở nhiều khu vực ven biển, gây ngập lụt và có khả năng đe dọa tính mạng con người. Bão Von Phong đổ bộ trong bối cảnh COVID-19 ở Philippines vẫn diễn biến phức tạp. Nước này hiện đã ghi nhận gần 12.000 ca nhiễm NCOV, chủ yếu ở thủ đô Manila, và ít nhất là 790 ca tử vong. Lệnh phong tỏa ở thủ đô Manila sẽ được kéo dài đến tháng 6, trong khi các hạn chế được nới lỏng ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp.